Xin chào anh em đã quay trở lại với Kakom. Và như anh em biết thì thực sự mức giá hiện tại của chiếc card màn hình nó đã giảm đi rất nhiều so với ngày trước rồi, nhưng mà vẫn rất nhiều anh em chê, đó chính là chiếc 4060 và 4060 Ti. Thời điểm hiện tại thì 4060 Ti rơi vào khoảng tầm trên 11 triệu một chút cho những phiên bản thấp nhất, và những phiên bản custom, phiên bản custom có thể lên tới là 14 triệu cơ, khá là cao đúng không ạ? Thì bây giờ hãy cùng mình build một chiếc máy tính có mức giá bằng một chiếc 4060 Ti phiên bản base nhá. Thì như anh em biết, khoảng tầm trên 11 triệu một chút thì là mức giá khá là thấp cho một chiếc máy tính gaming, cho nên là chúng ta phải cắt đi rất nhiều. Vậy nên anh em hãy thông cảm cho mình một chút trong bộ máy tính này nhá. Đặc biệt là chiếc CPU. Đây là chiếc CPU i3. Em này là i3-10105F anh em ạ. Từng là vua của gaming, từng là vua của budget ngày trước thôi, nhưng bây giờ thì nó đã bị lỗi thời một chút rồi. Tuy là cũng có 4x8 luồng đấy, nhưng mà lượng cache của nó thì khá là thấp, xung của nó cũng chưa boost quá cao, dẫn tới việc mà sử dụng lại còn sử dụng chip đó là LGA1200 nữa, là một cái nền tảng đã có thể gọi là chết rồi. Thành ra là nhiều người không muốn mua nó lắm, và hiệu năng đơn nhân và hiệu năng đa nhân nó cũng không phải là quá mạnh, dẫn tới việc là đây là một lựa chọn khá là yếu trong cái setup của chúng ta. Để nhưng được cái là em này khá là rẻ, hiện tại bán hàng còn chỉ có hơn triệu tí thôi, khá ok luôn. Đi kèm với nó là một chiếc main. Em main này là em main H510MK anh em ạ. Em main này thì cũng cực kỳ là rẻ luôn, chỉ có 1 triệu 7 mà thôi. Và không, 1 triệu nhớ hình như chưa phải 1 triệu 7, 1 triệu mấy, nó rẻ lắm. Và sẽ có trên này có hai thanh RAM này, sẽ có cổng NVMe này, và vẫn có PCIe X16 như thường. Mỗi tội một cái là em này thì sẽ có số lượng cổng USB khá là thấp, chỉ có tổng cộng là 6 cổng mà thôi, 4 cổng tốc độ cao và 2 cổng tốc độ thấp, kèm với cả một quả LAN cũng bình thường anh em ạ. Em này thì như mình đã nói, socket 1200 và chúng ta cũng chẳng gì đặc biệt trên nó cả. Vậy thì về CPU thế là xong rồi, còn tản thì sao? Tất nhiên, làm gì có chuyện chúng ta chơi tản custom đúng không? Hôm nay thì với chiếc i3 này mình chỉ chơi đúng với tản stock Intel thôi. Và thật thì em Intel này cũng khá là nhẹ, tức là nhẹ về cái mức độ tiêu thụ điện này, với cả nhẹ về cái mức nhiệt độ. Thế nên là chúng ta không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tản nhiệt, dùng một con tản stock cũng được. Và vấn đề ở đây là mình đang không có đủ keo tản nhiệt đây. Ok, hy vọng là đủ. Rồi. Với cái này thì chúng ta chỉ cần mở theo đúng chiều này, mở ngược lại theo chiều kim đồng hồ này, xong rồi gắn vào thôi. Đấy. Chắc chưa? Chắc giữ luôn, không thể không chắc hơn được rồi. Cầm được mà không lắc lắc gì là ngon rồi nhá. Và tất nhiên nhớ phải cắm dây nguồn nha, nguồn quạt nha. Thì nhiều anh em nghĩ rằng trong cái bộ 11 triệu ấy sẽ chỉ có khoảng 8GB đúng không? Câu trả lời là không nhá. Hôm nay mình có thật là 16GB luôn, gắt chưa? Em này là kit đến từ T-Force Vulcan. Hay em này là Team Group anh em nhá. Đây là kit T-Force, là một kit budget nhưng mà tốc độ cao, dung lượng cao và gọi là cái gì cũng cao. Em này thì là 3600 RL18, nhưng mà mỗi cái nỗi ấy, là em này thì lại hỗ trợ đến 2666 thôi, hay là 2400 ấy, 2666, nói chung là hai con này ngang ngang nhau. Tại sao mình lại chọn em này? Đơn giản bởi vì nó rẻ quá, nó quá là rẻ luôn, và nó lại còn low profile nữa, rất là hợp với cả một chiếc máy giá rẻ như mình. Chứ bây giờ mình thì dừng mua kit RGB T-Force loại xịn xò thì nó lại chưa hơi buồn cười quá, nên mình chọn em này. Nhiều anh em hỏi rằng là tại sao mình lại chọn i3 đời 10 và 16GB thay vì là i3 đời 12. Thì nếu mà bây giờ anh em mà check cái giá tiền ấy thì anh em sẽ nhận thấy rằng là i3 đời 12 đắt hơn so với cả i3 đời 10 khoảng tầm mấy trăm gì đấy, không gần 1 triệu gì đấy. Và i3 đời 10 và main H610 cũng sẽ đắt hơn H510 khoảng tầm H510 khoảng tầm mấy trăm nữa. Dẫn tới việc là bây giờ anh em mà mua combo i3 12 ấy, thì sẽ là không RAM, còn nếu mà anh em mua combo i3 đời 10 ấy, thì sẽ là i3 đời 10 cộng với cả 16GB. Thế thành ra là anh em chọn gì? Chắc chắn là chọn là 16GB rồi đúng không? Nói chung ấy, đối với mình ấy, một người chơi hệ ITX ấy, hoặc là những người chơi thích chơi máy tính bé ấy, thì em Vulcan này quá là đẹp luôn. Cái tản này đem lại gọi là cái vẻ đẹp basic ngày trước của chúng ta, không cần phải RGB. Nhưng mà em này là màu đen thì tuyệt vời. Tiếp theo thì sẽ là ổ cứng. Nhiều anh em nghĩ rằng tầm 11 triệu chúng ta sẽ được khoảng tầm 128GB đúng không? Hoặc là cùng lắm 256 đúng không? Câu trả lời là không anh em nhá. Hôm nay thì mình trong tầm 11 triệu là mình có thể chốt được cho anh em ngay một chiếc ổ cứng 512GB, cũng đến từ nhà Team Group luôn. Em này là MP33, tốc độ khá là cao, và đây là PCIe Gen 3, Gen 3X4, chuẩn rồi.
rất là chuẩn chỉ rồi. Bởi vì em này cũng chỉ có Gen 3 thôi, không thể lên Gen 4 anh em nhá. Cho nên là với những anh em nào mà chơi máy tính, chơi các thứ kiểu ấy thì em này là ngon nghẻ luôn. Chứa boot Windows này, chứa vài tựa game này là thoải mái. 512GB là một cái mức dung lượng khá là cơ bản trong những chiếc máy tính bây giờ, và đặc biệt là laptop anh em nhá. Em main này thì đấy, chúng ta sẽ bị giới hạn là có mỗi một khe NVMe M2 trên này thôi. Nên là anh em, một khi mà anh em đã gắn này rồi là em ngọng lờ nờ hủy luôn, không gắn được thêm bất kỳ cái ổ cứng M2 nào khác. Đó, yên quả vị. Và thế là hết anh em ạ, đã xong xuôi về mặt gọi là base rồi. Bây giờ thì hãy gắn vào vỏ cây nhá. Tất nhiên, vỏ cây thì không có gì quá hấp dẫn, không có gì gọi là quá bất ngờ nữa rồi. Chúng ta hôm nay sẽ sử dụng đó chính là chiếc vỏ đến từ Dark Flash mà đã xuất hiện trên rất nhiều video của chúng mình. Đó. Rồi, cái em này đây. Nhìn thấy chưa? Quá là đơn giản, quá là cơ bản, chả có gì đặc biệt cả. Cái vỏ cây này thực sự là một cái vỏ cây giá rẻ mà nhìn trông cũng khá là sang, đúng không? Nó có kính tempered glass thì mình nghĩ là không đâu, nhưng mà nó cũng có kính. Và đặc biệt nữa là em này còn có một chút mở thoáng thoáng đằng trước nữa, khiến cho máy chúng ta sẽ mát hơn rất nhiều mà chưa cần phải quạt. Đặc biệt thì cái mức giá em này cực kỳ là thấp luôn, rơi khoảng dưới 500.000. Thì đây là một lựa chọn hoàn hảo. Anh em có thể chọn những chiếc vỏ cây Hacom cũng được, nhưng mà mình thấy rằng là cái vỏ cây nó hơi mang tính văn phong quá, nên là chịu thôi. Anh em gaming thì nên chọn kiểu này. Thế vỏ nhẹ lắm, nhẹ hơn cả một em bé mới sinh ra được luôn, hứa. Đây, chúng ta sẽ mở cái kính ra, cũng có kính kia các kiểu luôn. Rồi, mở vỏ ra thì thả xuống này, xong rồi tháo mấy thứ linh tinh ra để mình có thể lắp cái main vào trong cây nhá. Vứt vô à. Đấy, lắp con main vào trong cây. Và rất tiếc là mình sẽ lại thông báo lại là không có chặn main, bởi vì đây là hàng sample nhá. Quả thề mình luôn phải nhắc đi nhắc lại về cái vấn đề này, bởi vì rất nhiều anh em nói ở trong comment của video, mặc dù là mình có nói trong lúc mà mình đang lắp main. Xong. Đấy, sau khi mình gắn tất cả những cái ốc mà mình có thể vào trong cái main để gá chặt cái main vào trong cái vỏ cây, thì mình đã có thể nâng cả cái main bằng cái tản, nâng cả cái cây bằng cái tản rồi. Đó. Trong một chiếc máy giá rẻ, tuy là giá rẻ như này nhưng mình vẫn rất bất ngờ khi mà cái vỏ cây của nó vẫn có đầy đủ tất cả các cổng kết nối mà anh em mong muốn, trừ cổng Type-C ra. Chúng ta sẽ có nào thì đầu HD này, à đâu, đây là đầu USB, một đầu USB 2.0 này, một đầu audio này, một đầu USB 3.0 luôn này, và tất cả các front panel anh em nhá. Khá là đủ đối với cái tiêu chuẩn của mình. Đây có thể nói là cái phần cắt giảm nhất trong cả bộ máy, mà cái phần khiến cho mình cảm thấy bất an nhất trong cả bộ máy, đó chính là cái cục nguồn của mình. Mình đang sử dụng đây đó chính là chiếc nguồn đến từ FSP. Em này là phiên bản HIN 450 anh em nhá. Em HIN 450, tức là em này có thể cấp lên tới là 400W thôi. Nó ghi là HIN 450 nhưng mà trên này nó chỉ cho phép cấp đến tối đa là 400W thôi. Tất nhiên là CPU chúng ta tốn ít điện và chiếc card tiếp theo của mình đây tốn cũng không nhiều điện đến như thế. Nhưng dù gì đi chăng nữa, đây cũng không phải là một cái nguồn với cái nội thất ngon nghẻ. Ok chưa? Có thể nó có 450W, như kiểu là xe của bạn cũng có thể chạy lên cho 100 cây số/giờ ấy, nhưng mà nó lại là một con quay. Đấy, cái kiểu như vậy. Thì nó vẫn có thể cấp được từ đấy, nhưng mà chưa chắc cái nội bộ của nó đã đủ ngon để có thể sống lâu dài. Vậy nên nếu mà anh em sẵn sàng chi thêm tiền thì hãy bỏ thêm khoảng tầm 500.000 hoặc là 600.000 nữa để lên một con nguồn khoảng tầm trên 1 triệu và giữ dựng loại. Được chưa? Và cái nguồn của chúng ta đã được cắm vào trong bộ máy. Thì trong bộ máy cứ tối đen đen hun hút hút nhỉ, chả thấy cái gì cả. Tất nhiên rồi, bởi vì nó là một cái bộ máy rẻ tiền mà anh em. Việc mà mua bộ máy rẻ như này thì chúng ta sẽ phải có một vài thứ phải gọi là, tức là chắc chắn là phải có rồi đấy. Tức là không phải có mà chắc chắn là sẽ gặp phải. Đó chính là cái vẻ ngoài nó không đẹp, đúng không? Trừ khi nào anh em mua cũ hoặc là anh em mua kiểu những cái kit fan rẻ tiền, siêu rẻ tiền như kiểu của Kunmun ấy, thì nó sẽ đẹp đẹp hơn một xíu. Nhưng thực sự mình thấy, với những gì mà mình thấy và những gì mà mình hay lắp ấy, thì những bộ máy giá rẻ thường sẽ không có được một cái vẻ ngoài đẹp đẽ. Và thành phần cuối cùng của chúng ta đó chính là một chiếc card màn hình. Mình cảm thấy rằng đây là một chiếc card rất là đặc biệt đối với các anh em. Đó chính là chiếc card này, Intel Arc A750. Đấy, em card này là một chiếc card mình khá là mạnh trong tầm giá của nó. Trước đây nó có mức giá 7 triệu 8 triệu gì đấy, nhưng bây giờ tại Hacom anh có thể có mua nó với mức giá là 5999, một mức giá rất là rẻ
cho một chiếc cạc có hiệu năng còn cao hơn cả 3060 khung ở những độ phân giải như 2K hoặc 4K và bằng ở độ phân giải Full HD. Thực sự rất nhiều anh em hiện tại chiếc cạc ARC, chiếc cạc Intel này nó như kiểu cạc AMD, dù có cùng tiền, dù có cao tiền hơn, dù có thấp tiền hơn anh rất kỳ gì, anh em sẽ vẫn chọn Nvidia. Cho nên là chiếc cạc này ngồi trong xó thôi, mặc dù hiệu năng của nó rất là tốt, tuy vẫn có một chút thiếu ổn định về driver hay thiếu ổn định về những tựa game cũ, nhưng mình nghĩ rằng về hiệu năng thuần thì em này cực kỳ là tốt luôn, và đặc biệt nó còn vẫn hỗ trợ AV1, AV-MIPS các thứ kiểu như bình thường. Đấy, bây giờ cùng mở nó ra nhá. Một thế mạnh của em này ấy, đó chính là cái phong cách đóng hộp với cả vẻ ngoài của chiếc cạc. Đẹp không? Nhìn trông nó sành không? Rất là sành điệu, rất là đẹp luôn. Phe đen nhá, chứ không phải là phe màu bạc như mọi người bình thường nhá. Rất là sành điệu. Thực sự đây là một chiếc cạc như kiểu là như kiểu anh em mua iPhone 13 bây giờ ấy, kiểu thế. Đấy. iPhone Pro Max 13 bây giờ ấy. Nó là một cái cạc cực kỳ là đẹp luôn. Build tốt, design tốt, mọi thứ đều ngon cả lành cảnh đào. Mỗi tội là không ai thích mua. Bây giờ thì gắn vào trong máy nhá. Có bị to quá không nhỉ? Chờ rồi, từ từ nhá. À vừa nhá, vừa. Không thiếu mm luôn. Gắn vụ. Bành. Ok. Vừa luôn nha anh em ơi, không thiếu nhá. Và câu chuyện cuối cùng đó chính là gắn cái ốc nguồn vô ốc cạc vào. Vừa khít luôn. Quả dây nguồn hơi chối mắt nhưng mà thôi. Tạ. Đó. Và bộ máy đã hoàn thiện rồi anh em ạ. CPU Intel, cạc Intel, hiệu năng ngon. Bây giờ thì đóng lóc lại và hãy cùng test rồi nhá. Ok, vậy thì chiếc máy của chúng ta đã hoàn thiện rồi. Có thể nó không quá là đẹp, nhưng mà thực sự hiệu năng của nó ấy, thì không thể bàn cãi rồi. Chiếc máy tính này có thể chơi được những tựa game eSports và AAA thời điểm hiện tại ở mức setting từ medium tới high khá là thoải mái. Nhưng nếu so sánh với cả 4060 Ti thì sao? Tất nhiên là nó sẽ thua rồi đúng không? Mình xin phép sẽ dùng kết quả test cũ với cả chiếc i5-13900K nhé. Trong lên hình điện thoại thì 4060 Ti hơn A750 khoảng tầm 53 FPS tức là 19%. Trong CSGO thì hơn tận là 210 FPS tức là 30%. Trong Final Fantasy thì em 4060 Ti hơn 46 FPS tức là 27%. GTA 5 thì 4060 Ti vượt bậc hơn hẳn, mạnh hơn tận 68%. Borderlands 3 cũng là mạnh hơn khá, khoảng tầm 45%. Cyberpunk thì 4060 Ti thắng 31%. Trong Far Cry 6 thì thắng tận là 35 FPS, tức là 46%. Còn F122 bật ray tracing lên thì 4060 Ti thắng khoảng tầm 23 FPS, tức là 41%. Trong Guardian of the Galaxy ray tracing thì em 4060 Ti thắng tận là 58% anh em ạ. Vệ tính trung bình thì 4060 Ti mạnh hơn với cả A750 khoảng tầm 40% hiệu năng thuần. Nhưng nếu bây giờ gắn 4060 Ti vào cái bộ máy này ấy, thì khoảng cách đó chắc chắn chỉ còn 20, nhiều khi là 10% mà thôi. Bởi vì chiếc CPU i3-10 này sẽ nghẽn tương đối với cả chiếc 4060 Ti. Và tất nhiên, tuy rằng em 4060 Ti mạnh hơn 40% đi nữa, thì anh em phải hiểu rằng cả bộ PC này có mức giá ngang tiền với cả một chiếc 4060 Ti base, hoặc có thể là cao hơn một chút nữa thôi. Nói chung, nếu mà anh em hứng thú ý, anh em nên chốt ngay bộ PC 11 triệu siêu mạnh này. Còn nếu không ấy thì anh em nên mua 4060 Ti để nâng cấp cho chính mình. Thực sự nếu mà so sánh một chiếc cạc để nâng cấp so với cả những đời hiện tại ấy, thì chắc chắn 4060 Ti là một sản phẩm đáng giá hơn. Còn A750 thì là một chiếc cạc mua mới mà thôi anh em ạ. Đó, anh em hứng thú thì check ngay đường link dưới mô tả. Còn đâu thì cảm ơn anh em đã xem video này và hy vọng gặp lại anh em tại video sau nhá.